Chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh của công ty Kiến Thiết Việt. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi là kiến trúc sư Huỳnh Xuân Hải và hôm nay tôi xin phép mời tất cả quý vị hãy đến thăm một trong những công trình mà Kiến Thiết Việt vừa kiến tạo xong. Công trình này với lối thiết kế kiến trúc đơn giản, hiện đại nhưng mà trong không gian thì hoàn toàn thoáng đãng, ngập tràn cây xanh. Và công trình với diện tích là 5 x 25, một trệt, hai lầu và một sân thượng. Nó có những đặc điểm thú vị như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo tôi. Kính thưa quý vị, thật ra nếu như mà trong những cái ngôi nhà thông thường thì cái không gian này thực sự là một cái nơi là để xe, có thể là để xe ô tô hay là để xe máy chẳng hạn, hoặc là đôi khi người ta lát gạch hết để người ta có thể tận dụng, người ta làm cái gì đó. Nhưng riêng cái căn nhà này thì là một cái sự đặc biệt khác, một cái sự khám phá mới, đó là chúng tôi tổ chức đây là giống như là một cái khu vườn nho nhỏ vào phía trước cái căn nhà. Tại vì chúng ta có thể thấy rằng với cái khu vườn này thì có thể là hiện nay thì hoa đã bắt đầu đua nở này, ví dụ như hoa và đây là cũng là những một loại hoa và gần như là sắc màu thì đa dạng, màu trắng cũng có này, màu tím, màu hồng và màu vàng. Và bên cạnh đây thì có những cái loài cây có thể là ra trái được, ví dụ như bên hông này có thể là cây lựu. Rồi chúng ta lại có một cái giàn hoa rất là bát ngát. Và bên một cái góc nhà là có một cái cây rất là cao, đó là cây bàng Đài Loan như thế này. Thì cái khu vườn này luôn luôn được mát mẻ. Khi chúng ta đứng ở cái không gian của cái sân vườn này và chúng ta nhìn lên với cái mặt tiền của một ngôi nhà, thông thường thì những cái ngôi nhà phố khác á, thì người ta hay tận dụng tối đa cái diện tích của ban công để người ta có thể là trưng dụng, người ta làm luôn cả căn phòng để ở. Nhưng mà đối với cái công trình này thì hoàn toàn khác quý vị. Chúng ta sẽ thấy là nó giống như những cái ruộng bậc thang. Tại vì ban công ở dưới thì nó dài hơn, nó bự hơn. Còn ban công ở trên thì nó thụt vào. Và ban công ở trên nữa thì nó là thụt vào thêm nữa. Với mục đích ở đây á, là chúng ta để lấy sáng từ khi mà mỗi một cái buổi chiều hoặc là một cái ngày bình thường thì chúng ta hoàn toàn tất cả các cái phòng có mỗi tầng thì chúng ta gần như là lấy được ánh sáng một cách tuyệt đối. Chính vì vậy mà mỗi lần mà trồng những cây hoa ở trên mà nó rủ xuống thì gần như phòng nào chúng ta cũng có thể đón được những cái cánh hoa ở trên nó rủ xuống. Nhìn thì chúng ta cảm thấy rằng rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy bước vào bên trong cái không gian của ngôi nhà. Đây là không gian của phòng khách. Đây là không gian phòng khách của ngôi nhà. Thì chúng ta thấy rằng trong một tương lai gần thì nơi đây sẽ là cái bộ sofa. Bộ sofa chúng ta sẽ để ở khu vực này. Và đây sẽ có một cái tủ tivi để trưng dụng cái tivi. Và cái tủ tivi đó nó sẽ liền kề luôn với là cái gầm cái cầu thang. Lúc đó nó sẽ thành một cái hệ tủ liên tục như vậy. Và sau lưng cái bộ sofa ở đây này, chúng ta thấy rằng hiện nay đang có 3 cái hốc cầu thang. Và trong cái 3 cái hốc cầu thang này, trong sắp tới á, thì sẽ là trưng dụng những cái lọ thủy tinh này á, thì chúng ta sẽ cắm những cái cây hoa khô vào đây. Thì những cây hoa khô này chúng ta cũng có thể là biến hóa nó theo mùa, ví dụ như là mùa hè chẳng hạn thì chúng ta có thể cắm những cái cành khô thông thường thôi, vào mùa xuân chẳng hạn thì chúng ta có thể cắm những cái cành hoa mai vào đây, nó cũng rất là thú vị. Hoặc là khi vào mùa đông chuẩn bị đón Noel chẳng hạn thì đây là sẽ là nơi mà trang trí những cái khung cảnh, những cái bông tuyết hay là những cái khung cảnh về Noel, thì làm cái không gian của phòng khách này chúng ta cũng trở nên là biến đổi theo từng mùa. Và một cái đặc biệt ở cái trần nhà của cái công trình này đó là sự phá cách, nó không có đơn thuần giống như những cái trần nhà khác. Ví dụ những trần nhà nơi khác được có thể là đóng phẳng thôi hoặc là giật cấp theo một cái mô típ nào đó, hình tròn, hình vuông chẳng hạn. Nhưng mà riêng cái phòng khách của cái không gian dưới này thì cái trần nhà nó gần như nó không có đụng hàng quý vị. Nó gần như là nó phá cách theo cái mong muốn của chủ nhân. Tại vì họ đối với cái công trình này thì gia chủ lại mong muốn rằng đưa cái cá tính của mình vào, tại vì căn nhà là căn nhà của chính mình, cho nên họ mong muốn là cái sở thích của họ được đưa vào đây để họ thấy rằng căn nhà giống như một người bạn tâm tình với họ vào mỗi một ngày được sống trong căn nhà này. Và tiếp nữa là trong một cái
cái ý định ban đầu và cũng là trong thời gian sắp tới, thì không gian này sẽ là cái ốc đảo. Ốc đảo thì chúng ta có thể khi mà chúng ta nấu nướng ở đây, rửa ở đây, nấu đây và đưa ra cái ốc đảo này. Và mỗi buổi sáng sớm như ngày, hay là mỗi một cái ngày trước khi mình chúng ta đi làm, thì chúng ta có thể ăn nhẹ ở khu vực này, ốc đảo này. Và tiếp đó thì ăn chính thì ở khu vực các bạn ăn bên kia. Và bên ngoài nữa sẽ là bộ sofa. Thì thực sự không gian này để trống hết luôn. Thì làm như thế này thì chúng ta đi vào căn nhà, chúng ta cái cảm thấy là không gian nhà này nó rất là thoải mái. Nó không có một cái gì bị ràng buộc ở đây cả. Không có vách ngăn, không có một cái gì có thể là ngăn cản được cái tầm nhìn của chúng ta. Với một cái màu trắng làm chủ đạo và kết hợp một vài cái màu xanh đậm, làm cho không gian này cũng trở nên là trang nhã hơn. Sau cùng là chúng ta sẽ thấy đây là một cái sân vườn tiếp theo. Ở đây thì chúng ta cũng cảm thấy nó như một cái khu vườn. Và bên cạnh đây thì nó có một cái đặc biệt nữa, đó là cái một cái phòng tắm. Nếu mà đúng ra mà nó thì chỉ có những cái resort thì mới có thể có những cái kiểu này thôi. Bởi vậy cho nên khi mà thiết kế cái này thì tôi thấy rằng tôi rất là thú vị cái không gian này. Nếu mà cần thiết thì chúng ta có thể kéo rèm xuống để chúng ta có thể tắm. Và khi mà tắm xong thì chúng ta có thể kéo rèm lên. Thì thực sự mà nói không gian này nó như một cái resort quý vị đó. Với những cái lối mà đây này, với những cái lối trang trí bằng những cái vật liệu mà rất là gần gũi với thiên nhiên như thế này. Ở trên đây là có hệ dây leo và đây là không gian tắm. Thì một cái toilet như thế này chúng ta thấy là nó hoàn toàn là thiên nhiên quý vị. Và một cái ngôi nhà này nó có một cái đặc điểm rất là tuyệt vời nữa, đó là cái cầu thang. Mà thực sự cầu thang ở đây là chúng ta lát nữa chúng ta sẽ khám phá tiếp cái cầu thang trệt lên lầu 1 này, lầu 1 lên lầu 2 và lầu 2 lên lầu 3 là cái cầu thang nó sẽ như thế nào. Thì ở đây là cầu thang trệt lên lầu 1. Với cái lối thiết kế ở đây là chúng ta sẽ thấy đây là những cái song sắt bình thường. Và gần như là tất cả những cái nhà bây giờ thì người ta hay làm bằng kính hay là bằng sắt cuốn gì đó chẳng hạn. Nhưng mà với không gian của nhà này thì chúng tôi chọn một cái lối thiết kế, đó là không gian sắt, những cây sắt rất là đơn giản như thế này, tạo cho chúng ta thứ nhất cảm giác là chúng ta an toàn. Tức là những cái vấn đề ví dụ như con nít hay là những cái gì đó nó không có bị va vào đây cũng không sao. Cảm giác là thứ nhất là chắc chắn và một cái nữa rất là an toàn để chúng ta đi lên. Xin mời quý vị hãy cùng theo tôi để chúng ta đi lên trên lầu 1 quý vị nhé. Chúng ta đang ở lầu 1. Thì đây là cái không gian cầu thang của lầu 1. Nhưng mà cái này nó đặc biệt hơn nữa quý vị, là chúng ta khi lên cái không gian của lầu 2 thì là một cái cầu thang, một cái cầu thang kiểu khác. Cầu thang này là, nếu chúng ta ngày xưa thường hay gọi là cầu thang xương cá vậy. Và bây giờ thì với một cái kết cấu đặc biệt khác, thì cầu thang này không gọi là cầu thang xương cá, nhưng mà nó có cái khoảng hở ở giữa như thế này. Thì mục đích cái khoảng hở ở giữa như này là để chúng ta có thể là thông gió một cách tự nhiên, gió có thể là luồn qua những cái khe này. Và bên trên này chúng ta sẽ thấy có một cái chất liệu mới, đó là gỗ ốp lên đây, thì chúng ta sẽ cảm thấy là cái cầu thang này nó rất là thân thiện với con người. Và chúng ta khi đứng đây thì chúng ta thấy là gió nó lùa, và bằng những cái sợi dây cáp như thế này rất là chắc chắn như thế này, làm cho không gian của cầu thang nó cũng trở nên là độc đáo hơn. Bởi vậy cho nên vào cái ngôi nhà này chúng ta hoàn toàn thấy là nó luôn 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 có những cái mới mẻ để chúng ta cùng nhau khám phá. Và chúng tôi xin mời quý vị lên trên lầu để xem cái cầu thang lên lầu 1 lên lầu 2 nó sẽ như thế nào quý vị nha. Xin mời theo tôi. Ở lầu 2 lên lầu 3. Đây là một cái lối cầu thang mà gần như là chúng ta nó khác với hai cái lầu ở dưới. Đó là cầu thang xoắn. Và khi đi cầu thang xoắn này chúng ta lại có một cái cảm giác khác nữa. Tại vì cái lối cầu thang là một cái cách gọi là di chuyển theo cái chiều đứng của một cái ngôi nhà. Thì khi chúng ta bước lên cầu thang như thế này, di chuyển lên, thì ánh mắt chúng ta cũng sẽ di chuyển theo.
ánh mắt chúng ta di chuyển theo, thì mỗi lần ánh mắt di chuyển á, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang đi một cái không gian mới, một cái không gian mới hoàn toàn, thì làm cho con người chúng ta cũng trở nên là có những cái cảm giác khác. Ngoài những cái cầu thang đặc biệt ra thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá những cái không gian khác của căn nhà này quý vị nhé. Và đây là không gian của lầu 2. Tại vì nơi này là không gian của cậu con trai đang học lớp 5. Thì với một cái sở thích của những bạn nhỏ theo cái sở thích của cái tuổi mà đang lớn và đang có rất là nhiều khám phá, chính vì vậy không gian này cũng là một cái nơi chúng ta sẽ thấy rằng cái lối kiến trúc nó cũng giống như vậy, để cho các bạn đối với cái tuổi thiếu niên như thế này sẽ thoải mái có những cái khám phá riêng. Và có thể là chúng ta sẽ thấy phía sau tôi đó là một cái mảng tường. Thì cái mảng tường này chúng ta nó giống như là tưởng tượng nó giống như là một cái những cái dãy núi, và bên trên là có mặt trời, thì làm cho cái không gian chúng ta cũng trở nên là rất là sinh động. Và bên trong này là không gian phòng ngủ, và chúng ta hãy cùng khám phá xem để không gian phòng ngủ nó có gì đặc biệt không quý vị nhé. Xin mời theo tôi. Tất nhiên phòng ngủ thì ngoài chức năng là giường ngủ đi, thì chúng ta sẽ thấy rằng với lối kiến trúc mới đó là có những cái bức tường và bằng cái cách phối khác nhau, làm cho cái không gian này nó cũng trở nên độc đáo hơn. Và cái trần nhà cũng vậy, nó giống như những cái logo á đang được sắp xếp sắp đặt vào nhau, rất là thoải mái cho cái không gian này. Và một điều thú vị nữa thì nơi đây nó giống như là cái bệ ngồi rất là thoải mái, giống như chúng ta ngồi ở một cái công viên vậy. Ngồi đây thì hoàn toàn là chúng ta có thể là nhìn ra được cái tầm mắt bên ngoài, thì có những cái cây bên ngoài bắt đầu nó rủ xuống, bên dưới thì có cây hoa, và chúng ta ngồi đây có thể là ngồi đọc sách vào một buổi sáng sớm hay là chiều tối gì đó, và cũng có thể là ngủ ở đây cũng được. Chúng ta đang đứng ở đây là cái không gian của phòng làm việc của gia chủ, và bên trong sẽ là cái không gian phòng ngủ. Tất nhiên trước khi bước vào bên trong cái phòng ngủ thì chúng ta có thể khám phá sơ cái nhấn nhá cho cái cửa này quý vị nhé. Ngoài cái chức năng là cửa bốn cánh ra thì chúng ta sẽ thấy là cái cửa đây là một cái hình nó vát, hình chữ V như thế này, thay vì bức tường nó thẳng thì đây là bức tường hình chữ V, và chúng ta nhấn luôn một cái màu rất là đậm như thế này. Cái hình chữ V này tạo cho chúng ta cái cảm giác là chúng ta đang hút vào cái cửa này. Thì cái đây vô hình chung nó tạo ra giống như cái bộ khung, giống như một cái khung tranh cho một cái bức tranh là cái cửa, để cho cái cửa này cũng trở nên là nó lung linh hơn, nó độc đáo hơn, và chúng ta có thể để chúng ta hút được cái tầm nhìn vào cái không gian phòng ngủ, để cho chúng ta cảm giác là chúng ta tiếp tục có một không gian mới để chúng ta cùng khám phá. Khi mà bước vào cái không gian phòng ngủ á, thì trước khi bước vào thì thông thường thì chúng ta sẽ có những đối với những không gian nhà khác á, thì cái cửa thì chỉ là cái cửa một cánh thôi. Còn không gian này chúng ta sẽ thấy không? Có một cái bộ cửa lùa bốn cánh như thế này. Với một cái kiểu này thì rất là dễ thương. Khi mà chúng ta cần riêng tư á, thì chúng ta nên lùa nó lại như thế này, thì chúng ta có thể là đóng lại được. Còn hoặc là khi mà chúng ta sử dụng máy lạnh á, thì chúng ta có thể đóng lại. Còn khi mà chúng ta cần cái không gian mà nó thoáng đãng, để chúng ta có những cái tầm nhìn nó thật đẹp, đặc biệt vào những cái lúc mà chiều tối hay là những buổi sáng sớm á, gió có thể lùa từ trước ra sau, và chúng ta tận hưởng được cái nguyên cái không gian này rất là thoải mái, thì chúng ta chỉ cần lùa cái cửa này ra thôi là chúng ta có thể thực hiện được điều đó rất là dễ dàng. Và khi bước vào bên trong ngủ với một cái tông màu trắng vẫn là chủ đạo, và những cái không gian nhấn nhá cho cái tông màu xanh đậm và xanh nhạt, để cho nó ăn tông với bên những cái không gian khác của căn phòng này, thì không gian của phòng ngủ của chủ gia chủ á, là để tạo cho chúng ta một cái cảm giác là rất là dễ chịu. Và nó cũng nhưng mà những cái mảng nhấn tường này á, nó cũng không có đơn giản là chúng ta chỉ nhấn một mảng tường thôi, mà ở đây có thể là nhấn phá cách lên để cho không gian nó lúc nào nó cũng chuyển động, cảm giác lúc nào cũng chuyển động và nó nhẹ nhàng hơn. Chúng ta bước ra, khi mà chúng ta bên ngoài bước ra với cái ban công bên ngoài như thế này, thì chúng ta có thể là có được cái lớp cửa bốn cánh. Và khi bình thường là mỗi một sáng sớm như hạn, chúng ta mở to cái cửa này ra và tận hưởng được cái không khí của bên ngoài. Bên
nhờ cái kiểu cầu thang, nhờ cái kiểu mặt tiền mà giật cấp như hồi nãy mà tôi giới thiệu. Chính vì vậy mà ở không gian này chúng ta sẽ thấy được cái những cái cành hoa ở bên trên nó rủ xuống, và ở dưới thì lại có hoa tươi như thế này, cho nên làm cho không gian này cũng trở nên rất là lãng mạn. Và đặc biệt ở đây nữa là chúng ta sẽ thấy được có một cái ghế, gọi là cái ghế ngồi để thư giãn vào những cái lúc mà nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi, thì chúng ta ngồi đây và có thể là nhâm nhi một cái tách trà để cũng có thể là kết thúc một ngày mệt mỏi. Bao nhiêu sự ưu phiền có thể nó cũng sẽ tan biến nhờ những cái không gian lãng mạn như thế này. Chúng ta vừa đi tham quan một không gian rất là nhiều ánh sáng và rất là nhiều cây xanh. Không biết quý vị thích nhất không gian nào? Xin mời quý vị hãy để bình luận bên dưới. Và không quên đăng ký kênh, bấm like và share để được xem những video tiếp theo quý vị nhé. Và sau đây xin chào và hẹn gặp lại.